Hà Nội đúng vào cái hôm nhiệt độ xuống thấp mà cái lão chồng của mình độc ác bắt mình ra tắm rửa cho con vợ hai. Thôi thì đẹp mặt lão, tại vì em vợ hai này có bóng bẩy thì là ông mới đẹp mặt, thôi chiều lòng người. Vào việc luôn. Vào việc luôn. Tiện thể thì mình review con máy rửa xe Anovi 30S. Trong giới rửa xe thì con máy này được đánh giá là siêu khỏe, siêu cao. Cẩn thận chảy ra chóc vảy em ấy. Thôi, vào người đi đường, vào người đi đường.